tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu dục môn đệ chờ xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, người vẫn ở đó một mình, còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!" Và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ." Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy." Chúa phán: "Hãy đến." Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con." Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói rằng: "Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy người mà rằng: "Thật, Thầy là con Thiên Chúa." Hãy vững tin vào Chúa. Trong cuộc sống, nơi xã hội hôm nay luôn có những bất chắc. Nào là chuyện cá lớn nuốt cá bé, hay ma mới bắt nạt ma cũ, hoặc chân lý thuộc về kẻ mạnh. Một xã hội như thế, người ta lấy thước đo để đánh giá vấn đề, sự kiện, dựa vào tiền và quyền. Vì thế, không lạ gì khi vẫn còn đó tình trạng áp bức, bất công với người lương thiện và thấp cổ bé họng. Đứng trước thực trạng ấy, chúng ta không thể không đặt ra câu hỏi: Thiên Chúa ở đâu? Ngài có thực sự hiện hữu không? Nếu có, tại sao lại có chuyện con người thay trời hành đạo như vậy? Hôm nay, bài tin mừng tường thuật việc các môn đệ đang trên thuyền để đi sang bờ bên kia. Trong lúc các ông chèo thuyền ra xa, thì gió lớn nổi lên, khiến các ông lo sợ. Đúng lúc đó, Đức Giêsu hiện đến mà các ông không nhận ra Ngài. Vì thế, trong cơn hốt hoảng, các ông đã la lên: "Ma đấy!" Thấy vậy, Ngài đã trấn an các ông và nói: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ." Tuy nhiên, chưa tin và vẫn còn nghi ngờ, nên Phêrô đã thử liều một phen mang tính thách thức: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Sự kiện Đức Giêsu đi trên mặt biển để đến với các môn đệ và việc cho Phêrô đi trên mặt nước với Ngài giúp cho chúng ta hiểu rằng Chúa vẫn luôn còn đó trong cuộc đời. Mọi khó khăn thử thách, Ngài luôn có mặt. Chỉ có điều chúng ta có một đức tin đủ mạnh để vượt qua mọi khó khăn và có đủ độ nhạy bén để nhận ra Ngài hay không mà thôi. Sứ điệp lời Chúa hôm nay dạy chúng ta bài học: nếu có niềm tin và tín thác vào Chúa trong sự khiêm tốn thì sẽ được Chúa thương. Mong sao trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy nhớ đến câu nói của Đức Giêsu khi xưa: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ." Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời của chúng con nhiều khi hoang mang và sợ hãi, chẳng kém các môn đệ của Chúa là bao. Nhưng như các môn đệ, các ngài đã tin vào Chúa và được Chúa cứu, thì xin cũng ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con cũng được Chúa thương như các môn đệ khi xưa. Amen.